tin chuyển nhượng mùng 9 tháng 8, Ten Hag chấn an của ứng viên Pochettino sang Mỹ huấn luyện. Gundogan vẫn ở lại Barca. Chào mọi người, tôi là bình luận viên Anh Quân và đây là bản tin chuyển nhượng ngày mùng 9 tháng 8. Không làm mất thêm nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhanh chóng đi đến nội dung của bản tin ngày hôm nay thôi nào. Erik Ten Hag chấn an của ứng viên về tình hình chuyển nhượng ở Quỷ Đỏ. Pochettino chuyển đến Mỹ làm việc. Người đại diện của Gundogan lên tiếng về tương lai của thân chủ. Mộng vô địch vẫn còn, pháo thủ mùa sao khủng The La Liga. Đánh bại Juventus, West Ham 99% có được Todibo. Theo những cập nhật mới nhất từ trang Bleacher Report Football cho biết, Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ đang xem Mauricio Pochettino là ứng cử viên hàng đầu trong việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam nước này trong tương lai. Ngoài ra, tờ The Athletic còn khẳng định rằng những người làm bóng đá tại xứ sở cửa hòa rất ấn tượng với phong cách làm việc và khả năng sử dụng những cầu thủ trẻ của cựu huấn luyện viên Chelsea. Những cuộc đàm phán giữa người đại diện của Pochettino và Liên đoàn bóng đá của Mỹ dự kiến sẽ được diễn ra trong vài ngày tới đây. Khác với phong cách làm việc có phần chậm chạp trong quá khứ, ở tại kỳ chuyển nhượng năm nay, cầu thủ viên của Man United đã vô cùng bất ngờ khi đội bóng con cưng của mình đã nhanh chóng có được chữ ký của hai cầu thủ đầy tài năng là Joshua Zirkzee và Lenny Zoro. Dù vậy, với việc Lenny Zoro gặp ngay một chấn thương khá nặng trong lúc giao hữu, Varane thì đã chia tay đội bóng sau khi mùa giải chưa kết thúc. Còn Zirkzee thì vẫn chưa có bất kỳ trận đấu chính thức nào cho đội chủ sân Old Trafford. Chính vì thế, sự lo lắng đã bắt đầu xuất hiện khi các cổ động viên đội bóng này tin rằng với nhân sự hiện tại, Quỷ Đỏ khó lòng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn khác trong mùa giải năm sau và dường như muốn trấn an người hâm mộ của mình. Cách đây vài giờ, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có những phát biểu đáng chú ý như sau về câu chuyện chuyển nhượng của câu lạc bộ. Tôi có thể khẳng định rằng bản thân mình đang sở hữu một tập thể cực kỳ chất lượng. Những tân binh có thể sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đợi chờ thời điểm thích hợp. Ban lãnh đạo của đội bóng biết mình đang làm gì. Mọi người hãy yên tâm về tình trạng của câu lạc bộ vào lúc này. Đúng thật là có nhiều câu lạc bộ đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Ilkay Gundogan. Tuy nhiên, tôi và cậu ta đã ngồi lại với nhau để thảo luận về tương lai. Cuối cùng thì Ilkay nói với tôi rằng Barcelona là đội bóng anh ấy luôn yêu thích, cho nên sẽ chẳng có bất kỳ câu chuyện ra đi nào diễn ra. Đó chính xác là những phát biểu của Ilkay Gundogan, người Anh và cũng là người đại diện của Ilkay Gundogan. Với phát biểu trên, cổ động viên của Barcelona có quyền vui mừng vì trong mùa giải năm sau, đội bóng này vẫn còn có sự phục vụ từ cựu sao Man City. Mặc dù vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou đến tận năm 2025 và điều khoản tự gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thông tin Ilkay Gundogan muốn ra đi liên tục được xuất hiện trên các mặt báo tại xứ sở bò tót. Mặc dù đã từng được nhận rất nhiều sự kỳ vọng từ các cổ động viên Barcelona, tuy nhiên với phong độ thất thường đã thể hiện, Oriol Romeu dường như không thể tìm được chỗ đứng cho riêng mình tại đội chủ sân Camp Nou. Chính vì thế, trong mùa giải năm trước, cầu thủ người Tây Ban Nha này đã chuyển đến Girona chơi bóng bằng một hợp đồng cho mượn. Và theo thông tin mới nhất từ tờ TNT Sports cho biết, ban lãnh đạo của Barcelona đã quyết định tiếp tục để cho Girona mượn Romeu thêm một năm nữa. Và điều kiện bên phía gã khổng lồ xứ Catalan đưa ra chính là Girona phải trả toàn bộ lương cho Oriol Romeu trong mùa giải năm sau. Mọi việc đã được các bên chính thức xác nhận. Theo những đầu báo lớn tại Anh Quốc cho biết, nhằm muốn tăng cường hỏa lực cho mặt trận nhân sự, ban lãnh đạo của pháo thủ thành London đã quyết định đưa tiền vệ Mikel Merino từ Real Sociedad đến xứ sở sương mù thi đấu. Theo tờ Sport ở Anh cho biết, cầu thủ 28 tuổi đã đồng ý với tất cả điều kiện hợp đồng bên phía The Gunners đưa ra. Mức phí mà thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta dự kiến phải bỏ ra trong thương vụ kể trên rơi vào khoảng 25 triệu euro. Mặc dù vẫn luôn tỏ ra rằng bản thân mình chỉ muốn được đến Juventus thi đấu, tuy nhiên dường như vào thời điểm hiện tại, việc Gianluca Todibo chuyển đến xứ sở sương mù thi đấu trong màu áo của West Ham đang thật sự rất rõ ràng. Thông tin trên được chính chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết cách đây không lâu. Nhà báo người Italia cho biết rằng Nice đã chấp nhận việc búa tạm mượn Todibo một mùa, kèm điều khoản mua đất trị giá 40 triệu bảng vào mùa giải năm sau. Trong thỏa thuận giữa đôi bên còn có điều khoản cho phép đại diện từ Pháp ưu tiên mua lại Gianluca Todibo trong tương lai. Theo nhiều chuyên gia bóng đá tại Anh Quốc khẳng định rằng, trong nay mai, cầu thủ sinh năm 99 này sẽ tiến hành các buổi kiểm tra y tế và ra mắt đội bóng mới. Mặc dù trong mùa giải vừa qua, Julian Araujo đã ra sân tổng cộng 25 trận đấu cho Barcelona và có được một bàn thắng cho riêng mình. Tuy nhiên, số phút thi đấu kể trên dường như vẫn không thể khiến hậu vệ sinh năm 2001 này cảm thấy hài lòng. Chính vì lý do đó, những câu chuyện chuyển nhượng xoay quanh Julian Araujo đã xuất hiện liên tục gần đây. Bọn mở chính xác là đội bóng tỏ ra quan tâm đến cầu thủ đang thủ bên chế Barca nhiều nhất. Và theo tờ Sport của Tây Ban Nha cho biết, đại diện ngoại hạng Anh đang cố gắng gửi thêm một lời đề nghị mới nhằm khiến cho ban lãnh đạo của đội chủ sân Camp Nou chấp nhận thương vụ kể trên. Mức phí mới mà Bournemouth đưa ra vào khoảng 10 triệu euro.
Galeno đang thật sự là một món hàng cực hot trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này. Đặt trong bối cảnh câu lạc bộ chủ quản của Galeno là FC Porto cũng muốn bán người. Chính vì thế hàng loạt những đội bóng tên tuổi đang tích cực cạnh tranh nhằm có được chữ ký của cầu thủ người Brazil này. Tuy nhiên làm gì có chuyện mua người của Porto một cách đơn giản. Mới nhất, câu lạc bộ Nottingham Forest vừa mới bị đại diện Bồ Đào Nha từ chối thẳng thừng vì đưa ra một cái giá quá thấp cho Galeno. Được biết, đội chủ sân Dragao định giá cầu thủ sinh năm 97 của mình vào khoảng 40-45 triệu euro. Đây thật sự là một con số có thể làm nản lòng bất kỳ đội bóng nào vào lúc này cho thương vụ kể trên. Mặc dù trong vài mùa giải gần đây, Chelsea đã chi rất nhiều tiền để mua về cầu thủ cho mình. Tuy nhiên, dường như vào lúc này, bộ sậu tại đội chủ sân Stamford Bridge vẫn nhận thấy rằng như thế là chưa đủ. Được biết, nhiều chuyên gia bóng đá ở Anh đã đưa tin rằng The Blue đang cố gắng thúc đẩy hoàn thành thương vụ Gabriel Mark nhanh nhất có thể. Dù mới chỉ 16 tuổi, tuy nhiên cầu thủ người Brazil được đánh giá cực cao về mặt tốc độ cũng như khả năng dây dắt đáng ngạc nhiên của mình. Trái với đại đa số những thương vụ được đánh giá là khó hiểu gần đây, việc theo đuổi Gabriel Mark được nhiều cổ động viên của đội bóng đánh giá như là một kế hoạch khôn ngoan của The Blue trong tương lai. Như vậy là gần như 99% câu lạc bộ Rennes sẽ có được sự phục vụ của Jordan James từ Birmingham City. Đây thật sự là một thương vụ gây bất ngờ với báo giới ở xứ sở sương mù. Được biết, với Jordan James mới có 20 tuổi và đã có một mùa giải không thể chê ở Birmingham vừa qua. Chính vì thế, nhiều chuyên gia bóng đá tại Anh Quốc đã tin rằng cầu thủ sinh năm 2004 này sẽ chuyển đến khoác áo một đội bóng tầm trung bình khá ở ngoại Anh. Nói một chút về thành tích của cầu thủ người xứ Wales mùa trước, Jordan James đã ra sân tổng cộng 42 trận ở League One và có được 8 bàn thắng. Trong ít giờ qua, trang chủ câu lạc bộ Watford đã chính thức công bố rằng đội bóng này đã chính thức sở hữu hậu vệ trẻ tuổi tài năng Keiki Ameda từ câu lạc bộ Fluminense. Những chi tiết trong bản hợp đồng giữa đôi bên không được những bên liên quan xác nhận. Tuy nhiên, theo nhiều đầu báo tại xứ sở sương mù khẳng định Ameda sẽ được Watford dành cho một bản hợp đồng có thời hạn là 4 năm kèm thêm 1 năm gia hạn trong tương lai. Theo những cập nhật mới nhất từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Napoli đang lên kế hoạch cho việc mang Marco Bresciani về sân Stadio Diego Armando Maradona ngay trong mùa giải năm sau. Bresciani đang nổi lên như là một phương án nhân sự ưu tiên của Napoli. Tuy nhiên, nếu như thất bại trong thương vụ kể trên, ban lãnh đạo Napoli nhiều khả năng sẽ chuyển đến mục tiêu khả dĩ hơn, chính là Billy Gilmour, người đang rất muốn tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp. Đã có một mùa giải bùng nổ cùng với Borussia Dortmund và một kỳ Euro không hề tồi với đội tuyển Đức. Chính vì thế, việc Niklas Füllkrug tìm kiếm những thử thách mới cho bản thân mình là điều dễ hiểu và điểm đến cuối cùng của tiền đạo này đã được xác định. West Ham chính xác là nơi mà Niklas Füllkrug sẽ thi đấu trong mùa giải năm sau. Được biết, 27 triệu bảng chính là số tiền mà đại diện Anh Quốc chi ra cho Dortmund trong thương vụ kể trên. Và mới đây nhất, West Ham cũng đã chính thức công bố tân binh của mình lên trang chủ của câu lạc bộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hy vọng rằng các bạn sẽ để lại một like cũng như một lượt đăng ký để làm động lực cho team phát triển trong tương lai. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.